Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình xin gửi đến tất cả các bạn bài phân tích chi tiết nhất về tập 38 Skibidi Multiverse. Một trận chiến thực sự là mãn nhãn, tập phim không có quá nhiều bí ẩn nhưng toàn bộ diễn biến của nó lại làm chúng ta không thể rời mắt khỏi màn hình. Tên Skibidi niềng răng này khỏe hơn mình nghĩ. Những sức mạnh của hắn ta là gì? Đây có phải là khả năng bật chế độ cuồng nộ của Titan TV Man hay không? Cú bắn này của nhân vật 08 trong bộ tứ hoàn toàn không phải có tác dụng khóa cơ thể của Titan TV Man đâu. Tại sao mình lại nói như vậy? Nhưng tất cả điều đó chỉ là khởi đầu. Cảnh quay hấp dẫn nhất tập phim đã đến. Một Titan mới xuất hiện. Titan nữ đầu tiên trong lịch sử Skibidi. Một cô nàng vô cùng nóng bỏng. Những khả năng mới trong lần đầu ra mắt của cô ấy là gì? Và diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ đi về đâu? Tất cả câu trả lời sẽ được mình giải mã trong video này. Chính vì vậy, các bạn nhớ theo dõi đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Trước khi bắt đầu video, mình xin được cảm ơn đến bạn Duy Lê Lâm đã donate cho mình 5 lần liên tiếp. Xin chúc bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và còn chờ đợi gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mở đầu video, cuộc chiến đã ngay lập tức được bắt đầu. Titan Speakerman nhảy lên cao và gõ ngay vào đầu Skibidi niềng răng. Titan The Dealman không dùng tay mà lại dùng bộ hàm của mình cắn một tay của hắn, rồi lém hắn ra phía sau. Kết hợp với làn sóng âm từ cây đàn của Speakerman, có vẻ như hai Titan của chúng ta muốn ra đòn phủ đầu, đe dọa Skibidi niềng răng này. Titan The Dealman tiếp tục lao đến, định ngoạm vào mặt hắn thì giờ đây, Skibidi niềng răng mới chính thức phản đòn. Hắn ta dùng cái cưa trên vai, vũ khí này của Skibidi khá cứng và chất lượng, nó khiến Titan The Dealman phải hét lên trong đau đớn và cố gắng để vùng vẫy thoát ra. Tại khung hình này, chúng ta cũng thấy rằng nếu như không kịp thời lùi lại, chắc chắn Titan The Dealman sẽ bị cụt mũi khoan này cũng lên. Chưa dừng lại, Skibidi niềng răng tiếp tục túm đuôi của Titan The Dealman. Giờ đây chúng ta có thể thấy tên Skibidi này khá là khỏe. Hắn ta nhẹ nhàng quay Titan của chúng ta rồi ném lên không trung. Nếu không có Titan Speakerman kịp dùng sóng âm để cản lại, chắc có lẽ Titan The Dealman sẽ bị bay lên hành tinh khác thôi. Giờ đây Titan Speakerman sử dụng chiến thuật bay trên cao rồi bắn Skibidi niềng răng, nhưng bị ăn ngay một viên đá vào đầu. Còn Titan The Dealman sử dụng sở trường chui dưới đất, túm chân Skibidi kéo xuống, cố gắng khống chế và giữ hắn ta lại. Mục đích là để Titan Speakerman ra đòn quyết định bằng chiếc rìu của anh ấy. Ai ngờ, răng của tên Skibidi này chắc thật các bạn ạ, nó cắn được và giữ chiếc rìu lấy. Chứ mình nghĩ nếu phát này mà hắn ta không niềng răng, mình tin chắc rằng kiểu gì cũng bị rụng luôn bộ nhá này các bạn ạ. Giờ đây tên Skibidi có vẻ như dùng toàn bộ sức lực để chui lên khỏi mặt đất. Mồm của hắn ta còn thở ra một thứ gì đó màu vàng này, mình không biết đó là thứ gì các bạn ạ. Và khi đó, Titan The Dealman cũng đã không thể giữ nổi. Lúc này, trên khuôn mặt của Titan The Dealman chảy máu, có thể đó là máu của đôi chân Skibidi này. Và cảnh quay lập tức chuyển sang địa điểm khác, nơi mà Titan TV Man chuẩn bị xử đẹp tên tiến sĩ. Nhưng may mắn cho hắn ta, lũ Skibidi quái dị ở đây rất nhiều, chúng lao vào tấn công Titan TV Man. Nhưng bọn này chỉ làm khó được Titan Cameraman thôi, chứ với Titan TV Man thì chúng không có tuổi các bạn ạ. Tên tiến sĩ giờ đây bắt đầu thấy sợ, lùi lại và bắn những tia laser trong vô vọng. Bất ngờ, cảnh quay chuyển đến nhân vật 08, bộ tứ nhân vật của lũ Skibidi. Cô nàng này đang mang trên vai một khẩu súng to vật vã theo đúng nghĩa đen, nó to hơn rất nhiều so với người của cô ta. Giờ đây cô ta bắt đầu khởi động súng, một khẩu súng mà mình chưa từng nhìn thấy nó giống với bất kỳ vũ khí nào cả. Mục tiêu đang được nhắm bắn. Bất ngờ, ở phía bên cạnh có tiếng trực thăng của tộc Bút Chì. Họ đang kết nối với nhau tạo ra một thứ gì đó. Có vẻ như nhân vật 08 này chưa nhìn thấy thứ này bao giờ, nên cô ta có vẻ ngạc nhiên và hỏi: "Cái khỉ gió gì vậy trời?" Nhưng cô ta vẫn tiếp tục với nhiệm vụ của mình. Cô ta bắn một viên đạn, theo mình quan sát, nó giống súng phun lửa thì đúng hơn. Nó bắn thẳng vào Titan TV Man, nhưng anh ấy đã kịp thời quay lại và hấp thụ. Có điều, sau đó Titan TV Man của chúng ta có dấu hiệu bị tê liệt trong vài giây, rồi sau đó phát ra một năng lượng khủng khiếp đốt cháy xung quanh. Có lẽ đến đây sẽ rất nhiều bạn nhận định rằng cú bắn này của nhân vật 08 đã làm tê liệt Titan TV Man của chúng ta, và hành động bộc phát năng lượng đốt cháy này là việc Titan TV Man bật chế độ điên cuồng lên. Vậy thì mình lại có một chút quan điểm khác với các bạn rồi. Nếu như nhìn kỹ, khẩu súng của nhân vật
tầng 8 này bắn ra đạn lửa có màu sắc hoàn toàn giống với lửa mà khi Titan TV Man tạo ra. Titan TV Man đã hấp thụ nó khi bị bắn. Có lẽ vì loại đạn lửa này có năng lượng cực kỳ lớn, Titan TV Man đã hấp thụ quá sức nên đó mới chính là lý do làm cho cơ thể anh ta bị tê liệt. Hay nói một cách khác, anh ấy bị quá tải các bạn ạ. Để rồi sau đó, khi đã kịp thời khống chế được thứ năng lượng này trong cơ thể, anh ấy bắt đầu giải phóng ra một sức mạnh khủng khiếp, đốt cháy toàn bộ khu vực xung quanh. Giờ đây Titan TV Man tiến đến tiến sĩ Skip đi, anh ấy quát lớn, quỳ xuống, và sau đó đốt cháy khuôn mặt của tên tiến sĩ này. Hắn ta cũng cố gắng phản kháng lại bằng loa sóng âm và đẩy lùi Titan TV Man lại, nhưng điều đó không đủ ngăn cản anh ấy. Giờ đây chúng ta được chứng kiến một khả năng có vẻ như là mới khi Titan TV Man sử dụng ánh sáng từ màn hình trên cơ thể. Có điều nó lại là màu trắng xanh này các bạn ạ. Khá là bất ngờ đúng không? Nhưng thứ ánh sáng này làm hiện hình luôn khuôn mặt của tên tiến sĩ. Hắn ta đúng chất như một con robot AI thông minh vậy, giống nhân vật robot trong phim Kẻ Hủy Diệt. Cỗ máy chính thức bị đổ xuống, nhân vật 08 cảm thấy bất ngờ. Và cô ta lạp thêm đạn một lần nữa. Nhưng viên đạn này cực kỳ lạ các bạn ạ. Mình không biết sức mạnh thực sự của thứ này là gì. Và giờ đây Titan TV Man muốn kết liễu tên tiến sĩ bé nhỏ thì cú bắn thứ hai này được bắn ra. Lần này không còn là lửa lửa mà chính xác đó là tia laser cực mạnh. Cú bắn trúng chân của Titan TV Man thôi, nhưng lại làm anh ấy ngã xuống và tên tiến sĩ lại kịp thời bỏ chạy. Cay thật sự các bạn ạ. Chỉ chậm một giây nữa thôi là Titan TV Man của chúng ta kiểu gì cũng bóp chết hắn. Giờ đây chúng ta thấy cú bắn này mới thực sự làm tê liệt Titan TV Man. Lũ sơ kiếp đi quái dị sống lại, định lao vào tấn công thì bất ngờ đạn từ đâu bay đến. Hóa ra người bắn chính là nhân vật mới. Xin được giới thiệu Titan Penwoman. Trời ơi, quá là tuyệt vời đi. Đập vào mắt mình là hai. À mà thôi, chắc là không nói các bạn cũng hiểu mà. Chà chà, đẹp quá các bạn ạ. Hay thôi, dừng lại cảnh quay lại ngồi ngắm, không phân tích nữa nhỉ. Thôi, mình đùa đấy. Người ta thường nói rằng anh hùng cứu mỹ nhân, vậy mà trong phiên bản Skip D này, mỹ nhân cứu anh hùng các bạn ạ. Giờ đây một số máy bay của lũ Skip D bay đến, như muốn kiểm tra sức mạnh của cô nàng Titan này. Để rồi Penwoman sử dụng sức mạnh, tạo ra năng lượng màu xanh vô cùng đẹp. Và một loạt tên lửa bút chỉ bắn phá máy bay Skip D. Nhưng chưa hết, khả năng mình ấn tượng nhất đó chính là cô ấy tạo ra một đám mây đen như cơn mưa, nhưng hạt mưa lại là vô số chiếc bút chì rơi xuống, phá hủy và tiêu diệt kẻ thù. Trời ạ, nhìn cảnh này mình không biết nói gì nữa, mắt chữ O và mồm chữ O mà thôi, quá là kinh khủng đi. Giờ đây nhân vật Leo nhắc nhở đồng đội bật khiên lên và tránh xa phạm vi của cô ấy. Và lúc này Titan TV Man cũng đã tỉnh lại. Anh ấy chân chấm phẩy và tiếp tục tiến sâu vào trong căn cứ. Và trước mặt của Titan TV Man cũng là vô số đầu bút chì đâm lên. Thật sự quá là khủng khiếp các bạn ơi. Mình không còn từ nào để diễn tả sự ra mắt tuyệt vời này của cô làng Titan Penwoman nữa. Đã xinh đẹp lại còn mạnh mẽ nữa cô. Mình đánh giá nhân vật này là 10 điểm không có nhưng nhá. Vậy là tập 38 này hoàn toàn là khung cảnh chiến đấu của các nhân vật, và có lẽ tập 39 cũng như vậy thôi. Mặc dù không thể ngăn cản Titan TV Man tiến sâu vào căn cứ, nhưng có lẽ bọn Skip D đã thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo đủ thời gian để G-Man ngày tận thế hoàn thành. Và có lẽ tập 39 cũng sẽ là một tập phim dài 5-7 phút gì đó, sẽ là cuộc chiến của bộ ba này, có thể sẽ còn là cả cuộc chiến của các nhân vật đang ở trong tòa nhà đối diện này nữa cơ. Mình nghĩ rằng tất cả bọn Skip D sẽ thất bại mà thôi, nhưng chừng đó cũng là quá đủ rồi. Và tập 40 có lẽ G-Man sẽ chính thức hoàn thành, hắn ta sẽ càn quét các Titan của chúng ta. Chắc hẳn tập tiếp theo sẽ vô cùng hấp dẫn, đáng để cho chúng ta chờ đợi đúng không mọi người? Còn các bạn phát hiện ra điều gì? Hãy nhớ comment để cho mình và mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục lên sóng TV nha các bạn yêu. Đầu tiên mình xin tiếp tục cảm ơn một số bạn đã gửi hình vẽ Boom Game trên Discord nhá. Đầu tiên là bức ảnh của bạn Minh. Úi trời ơi, không biết là xấu hay đẹp đấy nhỉ, nhưng mà nhìn vui nhộn quá đi. Cảm ơn bạn Đức Fan Toilet nữa nhá. Bức ảnh này khá là đẹp đó. Úi trời ơi, cảm ơn bạn Titan TV Man. Mặt Boom Game sao lại cười nham hiểm thế kia cơ chứ. Và tiếp theo cảm ơn các bạn đã nhiệt tình bình luận. Cảm ơn bạn Già Khang Nguyễn 678 và cả bạn Phú Dash nữa nha. Cảm ơn bạn Mỹ Yêu Anh Lê 4720. Anh em cố nhấn thật mạnh và subscribe cho anh Boom Game đi. Nhớ là ấn thật mạnh vào nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và cả bạn Linh Nguyễn này đã nhiệt tình bình luận nữa lẽ. Cảm ơn bạn Nhật Nhật và bạn Hoàng Minh Nguyễn 1236. Cảm ơn bạn Chun Z và cả bạn Hậu Phạm 5751 nữa nhá.
Cảm ơn bạn Bút So Milton Toilet 3.0 và cả bạn Huy Sở Tình nữa nhé. Và thêm một bạn nào nữa không có tên mà mình không biết gọi là gì nữa. Anh lồng tiếng như Sherlock Huy nói vậy. Và còn rất nhiều bạn mà mình vẫn chưa thể đọc tên hết trong video này được. Các bạn hãy tiếp tục nhiệt tình bình luận để mình nhớ và mình được các bạn lên các video lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.